Nếu ngủ mơ thấy 10 điểm báo này, gia chủ sắp trúng quả trời cho, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, giấc mơ là những trải nghiệm, những ảo tưởng trong trí óc khi chúng ta ngủ. Vậy như thế nào được gọi là điềm báo giấc mơ? Theo các nhà khoa học về thần kinh cho rằng, trạng thái ngủ mơ hay còn gọi là chiêm bao, giấc mộng của con người trong giấc ngủ có liên quan tới hệ thần kinh và các hành vi trong hoạt động hàng ngày. Theo số liệu thống kê thì có tới 64% các giấc mơ đều có liên quan đến trạng thái lo lắng, tức giận, buồn rầu, chỉ có 18% là vui vẻ, hưng phấn và khoảng 1% liên quan đến bản năng giới tính tự nhiên của con người. Có những giấc mơ xảy ra là bởi tiềm thức chúng ta đang cố gắng nhắn nhủ với ta điều gì đó. Và khi tiềm thức được hình thành thì những điều ấy được nhắn nhủ sẽ rất dễ dàng trở thành hiện thực. Qua đó, nếu như bạn may mắn gặp được một trong số những giấc mơ dưới đây, điều đó chứng tỏ bạn sắp trở nên giàu có trong thời gian sắp tới, tiền kiếm được nhiều không kể xiết. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu những giấc mơ như thế nào được coi là giấc mơ vàng. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên, mơ thấy cá. Hình ảnh cá bơi lội uyển chuyển cho thấy cuộc sống an nhàn, thoải mái. Vì thế, đây được xem là giấc mơ may mắn về tiền bạc. Những giấc mơ về những chú cá đang bơi lội điềm báo về sự may mắn sắp xảy ra. Vì thế, hãy sẵn sàng đón nhận. Số lượng cá tỷ lệ thuận với vận may mà bạn có, nghĩa là càng nhiều cá càng may mắn. Nếu người nằm mơ đang tìm việc mới thì điều này sẽ có dấu hiệu cho thấy bạn sắp tìm được việc mới thuận lợi hơn. Đừng bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy nếu nó xuất hiện. Nếu người nằm mơ là người đang kinh doanh, làm ăn, chứng tỏ sắp tới công việc sẽ thuận lợi, doanh thu cao dồn dập đổ về. Việc làm ăn vì thế có thể nói lên như diều gặp gió, mơ thấy Đức Phật. Nếu bạn mơ thấy Đức Phật và Bồ Tát thì điều đó chứng tỏ sẽ sắp có điểm lành xảy ra với bạn. Đây là giấc mơ tượng trưng cho sự bình an, hạnh phúc trong cuộc sống. Mơ thấy giấc mơ về Đức Phật, bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong tương lai. Người làm kinh doanh sẽ có thêm nhiều tài lộc, cơ hội mới. Thứ ba, mơ thấy lửa. Đây là giấc mơ mang ý nghĩa đại cát vận. Giấc mơ này chứng tỏ vận may đang đến rất gần bạn hoặc sắp tới bạn sẽ có hỷ sự. Nếu mơ thấy lửa, chứng tỏ bản thân và gia đình gặp được nhiều may mắn, tiền bạc chảy vào nhà. Trong thời gian tới, bạn có thể được tăng lương, công việc kinh doanh, gặp khách hàng lớn hoặc bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận bất ngờ. Bên cạnh đó, nó còn báo hiệu rằng gia đình bạn còn được người khác báo tin vui về đường công danh, tài lộc, con cái. 4. Mơ thấy rắn. Trong giải mã giấc mơ thì mơ thấy rắn ẩn chứa nhiều ma lực huyền bí, trong đó có điềm báo tài lộc. Rắn vốn được coi là loài vật tượng trưng cho sự quyền lực, mạnh mẽ. Giấc mơ thấy rắn chứng tỏ tài lộc của bạn sắp trở nên dồi dào, gặp may về tài chính. Bạn có thể được quý nhân giúp đỡ hoặc có nguồn thu bất ngờ. Ngoài ra, những giấc mơ thấy rắn ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Trong đó, mơ thấy rắn vào nhà là một điềm lành, chứng tỏ tài lộc của bạn sắp đầy ắp, mang tới cho bạn nhiều tài lộc. Trong giai đoạn này, có thể bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền. Hãy thử kiểm nghiệm, mơ thấy mình ôm một em bé đang mỉm cười. Giấc mộng này chính là điềm báo trước rằng quan hệ giao tiếp xã hội của bạn sẽ vô cùng tốt đẹp trong thời gian tới. Người nằm mơ sẽ kết giao được với nhiều bạn bè và những người có địa vị trong xã hội. Nhờ những mối quan hệ tốt đẹp đó mà công việc, tình cảm đều sẽ rất thuận lợi. Giấc mơ này cũng có thể là điềm báo trước rằng trong công việc sắp tới sẽ có thể gặt hái được những thành công tốt đẹp, thậm chí còn có thể sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương. Mơ thấy mình trở nên béo mập hơn.
Theo khoa học giải mộng, giấc mơ này chính là dự báo trước tài vận của người nằm mơ đang tăng lên rất tốt. Trong tương lai, sẽ có cơ hội kiếm được những khoản thu nhập phong phú, hứa hẹn một cuộc sống ấm no, đủ đầy, hạnh phúc. Nếu bỗng dưng một ngày bạn mơ thấy bản thân mình béo lên thì đừng lo lắng quá, bởi đây là một giấc mộng rất tốt đẹp. Những người mập trông có phúc khí hơn những người gầy còm, ốm yếu, mà có phúc khí nghĩa là cũng sẽ có vận may. Tin rằng cuộc sống từ nay về sau của những người có giấc mộng này cũng sẽ càng đầm ấm, hạnh phúc. Mơ đi chọn mua nhẫn. Nhẫn là biểu tượng gắn kết cho tình yêu đôi lứa. Vậy nên, ý nghĩa của giấc mơ này là báo trước vận khí tình yêu trước mắt của người nằm mộng khá tốt đẹp. Nằm mơ thấy điều này sẽ thoát kiếp độc thân trong thời gian ngắn. Đồng thời, giấc mơ cũng là điểm nhắc nhở người nằm mộng rằng sau khi gặp được đối tượng ưng ý, không nên chần chừ do dự mà hãy tích cực nắm bắt cơ hội gây dựng hạnh phúc của bản thân mình. Mơ thấy đếm tiền. Theo một số quan niệm cho rằng, nếu ai đó mơ giấc mơ đếm tiền thì đây là một giấc mơ tốt lành, báo hiệu rằng sắp sửa có những cơ hội về tiền bạc đối với bạn. Mơ đếm tiền tức là mơ thấy tài lộc rơi vào người và có thể có thêm nhiều hợp đồng lớn được ký kết trong tương lai. Ngoài giấc mơ đếm tiền thì một trong những giấc mơ báo hiệu điểm may khác là mơ thấy rắn. Mơ thấy rắn được cho là bạn sắp sửa nhận được nhiều tài lộc, cần mở rộng thêm việc làm ăn để kiếm thêm các đối tác lớn khác. Mơ thấy cây, hoa, quả. Nếu bạn mơ thấy mình đứng giữa một khu vườn đầy cây trái thì xin chúc mừng, vì đây chính là một trong những dấu hiệu của tài lộc gõ cửa. Trong khu vườn mà bạn mơ thấy, cây cối càng to, tán càng rộng thì khả năng phát tài của bạn càng lớn. Người làm kinh doanh sẽ gặp được thời cơ, chớp lấy được cơ hội hiếm có. Đặc biệt, nếu loại quả xuất hiện trong giấc mơ của bạn là quả táo, thì cơ hội làm giàu sẽ càng lớn. Táo xuất hiện mang đến những điều may mắn liên quan đến tài chính trong sự nghiệp công danh. Nếu bạn là người làm ăn buôn bán, giấc mơ thấy cây cối đang héo úa, bỗng trở nên tươi tốt, đâm chồi nảy lộc, thì đó chính là dấu hiệu của sự chuyển vận, báo hiệu bạn sắp được cơ hội lớn. Mơ thấy chó chạy vào nhà. Giấc mơ thấy chó chạy vào nhà là điềm báo đại cát. Những chú chó đến nhà được xem như sự thịnh vượng và may mắn cho gia chủ. Ngoài ra, đây cũng là tín hiệu tích cực trong tình yêu và sự nghiệp. Bạn sẽ có được tin vui trong chuyện công việc khi mơ thấy giấc mơ này. Kính thưa quý vị, giữa muôn vàn các giấc mơ, có những giấc mơ đem lại may mắn và tài lộc, nhưng cũng có những giấc mơ báo hiệu điều xui xẻo sắp xảy ra. Vậy nằm mơ về điều gì thì mang lại xui xẻo? Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Khát tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay để tránh được những xui xẻo trong tương lai. Nằm mơ thấy mình bị sụn tóc hoặc gãy răng. Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình bị sụn tóc hoặc gãy răng nhưng không chảy máu thì đó là điềm báo bạn sắp gặp điều xui xẻo. Gia đình bạn sẽ phải đón nhận những chuyện không vui xảy ra, có thể liên quan đến tai nạn, bị thương. Bên cạnh đó, nếu mơ thấy bản thân bị rụng tóc rất dễ, bạn đang mắc phải một bệnh gì đó và nên đi kiểm tra. Còn nếu như mơ thấy gãy răng, chảy máu thì đó là điểm cực kỳ xấu. Chính bản thân bạn sẽ gặp phải điều xui xẻo trong công việc, sẽ bị người khác làm tổn hại đến cơ thể. Nằm mơ thấy bị rơi từ tòa nhà cao tầng. Trong giấc ngủ, nếu mơ bị rơi từ tòa nhà cao tầng xuống sẽ khiến chúng ta giật mình tỉnh giấc. Ngay từ điều đó đã cho thấy giấc mơ này chẳng có gì tốt đẹp. Nếu bạn mơ thấy mình bị rơi từ trên cao xuống và chảy máu thì đó chính xác là điểm dữ. Công việc của bạn sắp gặp phải trở ngại lớn dẫn tới mất mát và còn có thể mất việc. Nếu không thì cũng sẽ bị cấp trên trách phạt. Ngoài ra, giấc mơ này còn cho thấy chuyện tình cảm của bạn sẽ không được êm đẹp. Giữa hai người sẽ xảy ra bất đồng dẫn tới hiểu lầm, hụt hẫng và có nguy cơ chia tay là khá lớn. Nằm mơ thấy nằm giữa một cánh rừng hoang vắng. Mặc dù là trong giấc mơ nhưng bạn vẫn cảm thấy sợ hãi với cảm giác chỉ có một mình. Điều này báo hiệu cho việc bạn sắp mất đi một người thân thiết khiến bản thân rất khó khăn để vượt qua. Ngoài ra, bạn còn sắp gặp một chuyện vô cùng thị phi khiến mọi người sợ hãi và xa lánh. Hiểu lầm này rất khó để có thể giải quyết và bạn sẽ còn bị cô lập trong một thời gian dài. Nằm mơ thấy nhà bị hỏng nặng. Nhà là nơi chúng ta trở về nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng bạn lại mơ thấy giấc mơ ngôi nhà bị hỏng thì đây quả là một điềm báo không lành.
Rất có thể bạn sắp gặp phải vấn đề lớn liên quan đến sức khỏe hoặc bị chính những người thân trong gia đình hãm hại. Điều này khiến cho bạn cảm thấy vô cùng thất vọng và mất niềm tin vào cuộc sống. Nằm mơ thấy cãi nhau với người khác. Mọi người thường bảo giấc mơ sẽ ngược lại với sự thật, nhưng điều đó cũng không hoàn toàn đúng. Nếu bạn nằm mơ thấy mình cãi nhau với người khác, thì điều đó báo hiệu bạn sẽ gặp những rắc rối trong các mối quan hệ. Hãy bớt nóng giận để tránh được những tai họa do chính bản thân gây ra. Mơ thấy người đã khuất cho mình tiền. Khi bạn ngủ mơ thấy người thân đã khuất của mình cho bạn tiền, bạn đừng nghĩ đây chính là lộc lá mà người thân muốn mang lại cho bạn. Bởi trong phong thủy giải mã giấc mơ thì đó không hề là dấu hiệu tốt lành, bởi tài vận của bạn đang gặp bất lợi. Điều này chứng tỏ trong thời gian sắp tới, bạn đã khó khăn, mặt vận đến mức phải cần đến sự tiếp tế của người thân đã khuất, thì tức là ngoài đời thật, tài vận của bạn cực kỳ kém. Nằm mơ thấy mình nhặt được cá chết. Khi bạn ngủ mơ thấy giấc mơ thấy cá, vốn là điềm lành, tượng trưng cho sự thanh thoát và may mắn. Ngoài ra, hình ảnh của cá là hình ảnh đại diện cho sự trí tuệ, kiến thức, mang đến cho ta những điều mới mẻ. Mơ thấy cá có thể coi là điềm may, báo hiệu chủ nhân sắp gặp chuyện may, thuận lợi đường tiền bạc trong thời gian tới. Nhưng bạn ngủ mơ thấy cá chết thì đó chính là điềm xui. Trong thời gian tới, bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn, trắc trở. Cụ thể, theo giải mã giấc mơ, bạn cần cẩn trọng hơn khi gặp giấc mơ này, nhất là đối với vấn đề tài chính. Đòi hỏi bạn cẩn trọng hơn trong việc ký kết giấy tờ, không dễ dàng tin người, kẻo mất tiền oan, khiến bạn trắng tay. Trong con đường công việc có thể không được như mong đợi, dẫn đến bản thân thấy chán nản, thất vọng. Đừng hy vọng quá nhiều, kẻo lại hụt hẫng, mơ thấy cầu bị gãy, sập. Điều này cho thấy trong thời gian tới, có thể bạn sẽ vướng vào một rắc rối, khó khăn nào đó, ảnh hưởng trực tiếp tới danh dự và uy tín của bản thân. Những yếu tố bất ngờ xảy ra khiến bạn không kịp trở tay và điều đó phá hủy tất cả những thứ mà bạn đang theo đuổi trong hiện tại. Ngoài ra, giấc mơ còn là một điểm báo trước rằng bạn đang mắc phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nếu không kịp thời nhận ra để sửa đổi thì bạn sẽ rất khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.